Á Châu vượt sóng gió người thứ ba để cùng chồng hạnh phúc, hạn chế đóng phim vì muốn ở bên con. Chọn cách sống bình yên, không tạo scandal, vợ chồng Huỳnh Đông Á Châu là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất của showbiz Việt. Tuy nhiên, ít ai biết cuộc hôn nhân này từng đứng bên bờ vực rạn nứt khi có người thứ ba xuất hiện. Huỳnh Đông và Á Châu nảy sinh tình cảm vào năm 2011 khi đóng chung trong một bộ phim. Một năm sau đó, bộ đôi công khai chuyện tình yêu khi nam diễn viên tham gia chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ. Thời điểm đó, Huỳnh Đông Á Châu từng được xem là cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Tôi có ấn tượng rất xấu với Huỳnh Đông, người gì mà vừa xấu vừa quê, nói chung chẳng có gì đặc biệt cuốn hút, Á Châu từng nhận xét khi mới quen Huỳnh Đông. Huỳnh Đông là một diễn viên được yêu mến không chỉ qua những vai diễn hay ấn tượng trong các phim như Gọi Giấc Mơ Về, Người Cộng Sự, Duyên Nợ Miền Tây, Người Chồng Điên mà còn ở Cách Sống Bình Dị Kính Tiếng. Trong khi đó, Á Châu từng giành giải Á Hậu 2 tại cuộc thi Hoa Hậu Phụ Nữ Việt Nam qua ảnh năm 2006. Sau 4 năm yêu và hẹn hò, Huỳnh Đông và Á Châu đã quyết định kết hôn vào tháng 1 năm 2015. Không chọn những nhà hàng quá sang trọng, đám cưới của cặp đôi được tổ chức rất bình dân tại quê nhà của cô dâu tại Long An. Trong đám cưới, Huỳnh Đông đã khóc nức nở khi nói lời cảm ơn cha mẹ đã có công sinh thành và dưỡng dục anh cũng như Á Châu. Cặp đôi đến với nhau nhờ có sự ủng hộ vun đắp tình cảm của hai bên gia đình. Từ khi về chung một nhà, dù đều là hai diễn viên được nhiều người yêu mến, nhưng vợ chồng Huỳnh Đông và Á Châu lại lựa chọn cuộc sống bình yên không tạo scandal để nổi tiếng. Sau khi kết hôn, cả Huỳnh Đông và Á Châu đều hạn chế xuất hiện trong showbiz. Nhiều người cho rằng hai người đang muốn rút lui khỏi ngành giải trí để tập trung chăm sóc cho gia đình. Huỳnh Đông cho biết anh đã ít nhận dự án nghệ thuật hơn trước vì muốn dành thời gian chăm sóc gia đình. Thành quả sau 5 năm kết hôn chính là một cậu con trai kháu khỉnh có tên gọi Happy. Cậu bé được vợ chồng nam diễn viên coi là món quà trời cho. Ngoài công việc diễn xuất, cặp đôi dành nhiều thời gian cho cậu con trai đáng yêu. Nam diễn viên Thiên Mệnh Anh Hùng từng chia sẻ, anh rất mãn nguyện đối với mái ấm hiện tại của mình khi ở bên cạnh người vợ xinh đẹp, biết thông cảm và luôn ủng hộ mọi việc mà chồng làm. Huỳnh Đông còn cho biết thêm, vợ chồng của anh sống với nhau khá hòa thuận, gần như là không có một mâu thuẫn. Tuy nhiên, trong một chương trình mới đây, Á Châu tiết lộ cuộc hôn nhân giữa cô và Huỳnh Đông từng đứng bên bờ vực rạn nứt khi có người thứ ba xuất hiện. Vợ nam diễn viên cảm thấy suy sụp và mất phương hướng. Từng có người thứ ba xuất hiện, thời điểm đó mình hơi suy sụp, mất phương hướng và không biết phải làm gì, vợ nam diễn viên chia sẻ. Huỳnh Đông cũng cho biết thời điểm đó anh từng nghĩ mình đã hết duyên nợ với Á Châu. Hai người đã vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng nam diễn viên sinh năm 1983 cũng trải qua thời gian buồn bã vì chuyện đôi lứa. Vượt qua những sóng gió, gia đình nhỏ của Huỳnh Đông và Á Châu đang tận hưởng những giây phút vô cùng hạnh phúc bên nhau. Cặp đôi chính là một trong những gia đình hiếm có nơi chốn showbiz Việt ồn ào. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc bình dị của cặp đôi này cũng luôn khiến người hâm mộ yêu mến và ghen tị. Chia sẻ tại Thanh Niên, Á Châu cũng tiết lộ bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình. Chúng tôi cũng như bao nhiêu người bình thường thôi, vợ chồng tôi thường xuyên đặt mình vào vị trí đối phương để suy nghĩ, từ đó sẽ cảm thông thấu hiểu người còn lại. Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến của đối phương, từ lời nói đến hành động, tránh hết sức có thể những gì làm đối phương tổn thương. Buổi sáng trước khi đi làm, anh Đông vẫn giữ thói quen hôn và nói yêu hai mẹ con. Trước khi đi ngủ, cả nhà đều bày trò chơi, cười vui đã đời rồi ôm nhau, nói lời yêu thương và chúc nhau ngủ ngon. Những hành động nhỏ như vậy thôi nhưng mang lại năng lượng tích cực rất lớn, giúp tinh thần của mỗi thành viên luôn thoải mái, hưng phấn. Nhờ vậy mà cả nhà tôi luôn có một chỗ dựa vững chắc để dựa vào, được chở che bao bọc. Dù chuyện gì xảy đến cũng được giải quyết nhẹ nhàng, cô hạnh phúc nói. Vợ chồng Huỳnh Đông Á Châu hạn chế làm nghệ thuật để dành thời gian bên con trai. Á Châu cũng cho biết hiện tại cô dành thời gian nội trợ chăm sóc tổ ấm nhỏ để ông xã Huỳnh Đông yên tâm đi phim hơn. Hiện tại tôi ưu tiên để anh Đông nhận đóng phim vì công việc anh đang tốt. Phim ảnh cũng là niềm đam mê to lớn của anh ấy. Tôi tự nguyện lui về sau hỗ trợ anh trong công việc khi anh cần. Tôi hiện có công việc kinh doanh riêng, bên cạnh việc làm KOL, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận tham gia những show truyền hình tôi cảm thấy phù hợp. Tôi thấy cuộc sống rất ổn nên không đặt áp lực cho mình làm gì, cứ làm những gì mình thoải mái và vui vẻ nhất thôi. Nữ diễn viên cũng cho biết mình không bon chen, thích sống an phận, đã tìm được giá trị đích thực trong cuộc sống hiện tại. Tính tôi xưa giờ không thích bon chen tranh giành, tính toán hơn thua với ai hay điều gì. Tôi tìm được người đàn ông của riêng tôi, người biết thương yêu vun vén và thấu hiểu mình. Tôi còn có một cậu con trai đáng yêu ngoan ngoãn. Ông trời đã quá ưu ái cho tôi rồi, tôi không dám đòi hỏi gì thêm. Nhất là khi qua đại dịch, gia đình nhỏ và gia đình lớn của tôi đều bình an mạnh khỏe. Đến một độ tuổi nhất định, mình chắc chắn sẽ nghĩ khác. Tôi nghĩ đến tuổi này tôi đã biết được điều gì quan trọng nhất, giá trị cuộc sống của mình nằm ở đâu và phải làm gì để được bình an trong tâm hồn. Điều mà trước đây tôi chưa bao giờ ngộ ra. Mỗi người có một mục đích sống, hiện tại tôi đã quá đủ đầy và hạnh phúc, không mong cầu gì thêm. Sự ra đời của bé Pi đã khiến cuộc sống hai vợ chồng Á Châu trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên cả hai cũng phải đánh đổi thời gian để chăm con, không còn tất bật chạy sau như trước. Đúng rồi, được cái này phải mất cái kia, vợ chồng tôi không thể kiếm nhiều tiền hơn, nhưng bù lại chúng tôi cho con khoảng thời gian tuổi thơ đủ đầy, nhiều kỷ niệm đẹp và luôn sống trọn vẹn tình thương của ba và mẹ. Bản thân tôi thiếu thốn tình thương của ba từ nhỏ, nên tôi ý thức được mình nên làm gì để con không cảm thấy tủi thân. Tôi chọn cho con những điều tốt đẹp nhất và tôi không cảm thấy đó là lựa chọn sai.
Rời ánh hào quang, Á hậu diễn viên Á Châu hiện đang có cuộc sống viên mãn cùng ông xã Huỳnh Đông và con trai 7 tuổi. Người đẹp cho biết, sau chừng ấy năm bon chen ở showbiz, cô đã tìm thấy được giá trị của hai chữ bình an.